Xin chào cả nhà, đến với phần 44 của bộ truyện Ta sở hữu hệ thống bung tiền bao gái để tăng cấp. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Fan của Nhất Phàm lấy điện thoại ra quay cậu nhưng hiện tại lại xem mê với nét diễn của cậu. Ôi chúa ơi, lãng mạn quá. Biên kịch thấy vậy thì nhìn sang đạo diễn thắc mắc, kịch bản này có cảnh hôn nhau sao? Đạo diễn cũng ngồi suy ngẫm, không, không có, nhưng một khi đã có cảm xúc thì một nụ hôn sẽ trở nên rất mượt mà. Mọi người ở sau bàn tán, so với khả năng diễn xuất của anh ta, thì nhất phàm quả thật không thể sánh bằng được xịt, đừng nói to như thế chứ nhất phàm nghe đến đây thì tức giận vô cùng sau đó vỗ tay bôm bốp ghi nhớ câu thoại tốt lắm đấy nhưng trong kịch bản không có cảnh hôn nào cả nói rồi nhất phàm chỉ tay vào mặt cậu bây giờ tôi nghi ngờ cậu đang lấy cớ quay phim để quấy rối diễn viên nữ cậu thắc mắc quay sang hỏi nhất phàm vậy sao thế là không thể hôn ở cạnh đó sao nhất phàm bị cậu làm cho tức giận cái lùng mía mày không hiểu tiếng người à băng băng lúc này vô cùng ngại ngùng liền quay người đi nơi khác mình đã nhập tâm vào vai diễn đến nỗi không thể kiềm chế được mà hôn anh ta. Lúc này Băng Băng đi đến trước mặt cậu mà vui vẻ, "Cảnh diễn vừa rồi thật sự rất tuyệt vời, cảm ơn anh đã diễn cùng với tôi. Tôi thật sự đã có cảm xúc rất chân thật về cảnh diễn ấy luôn đấy." Cậu nghe vậy thì cũng rất vui vẻ, "Đây cũng là lần đầu tiên tôi đóng phim, thật sự tôi cảm thấy rất vui vẻ về điều này." Băng Băng vô cùng kinh ngạc, "Cái gì cơ? Tôi còn tưởng anh là một diễn viên chuyên nghiệp thấy, độ hảo cảm của Thi Lạc Băng cộng 12%." Bên này nhất phàm tối mặt lên tiếng quát Băng Băng, "Thi Lạc Băng!" ý cô là cô không có cảm xúc gì khi diễn với tôi sao hay là cô đang cố tình khen hắn ta để hạ bệ tôi phải không tôi ghét nhất chính là loại người sống hai mặt như cô băng băng lúng túng vội phủ nhận anh hiểu lầm rồi tôi không có ý đó nhất phàm chỉ về phía cậu tên diễn viên thay thế ngươi có thể bấm nút biến được rồi ngoài ra đạo diễn tôi muốn thay luôn cả nữ chính băng băng nghe đến đây thì dường như cả thế giới suy sụp băng băng cúi đầu trước tên nhất phàm không tôi không phải loại người sống hai mặt như lời anh nói nếu tôi có làm sai điều gì thì tôi thành thật xin lỗi quản lý bên cạnh kiêu ngạo ra mặt, "Xin lỗi nhanh thế sao? Cô có nghĩ là mình thường làm cho người khác phải khó chịu hay không? Chúng tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi nào cả." Đạo diễn cũng lên tiếng bên vực, "Chẳng trách trước đây bị cả nước phong sát 2 năm, cô đừng có đóng phim nữa, hãy về nhà và học lại cách làm người của mình đi thì hơn." Băng băng xanh mặt toát mồ hôi hột, "Không được, tôi đã ký hợp đồng với công ty cả rồi mà, anh không thể tùy ý thay thế tôi như thế được." Đạo diễn nghe đến đây thì quát lớn chỉ vào bản thân, "Xin lỗi, tôi là người có quyền lực nhất ở trường quay này và tôi có thể thay thế bất kỳ ai nếu muốn." và tôi cũng biết rất rõ về hợp đồng của cô, 100 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại và phải cống hiến cả đời cho công ty. Nội dung hợp đồng như sau: một, Sau khi kính hoa thủy nguyệt được phát hành, nếu có lợi nhuận trên 300%, công ty sẽ cung cấp toàn bộ nguồn lực để Thi Lạc Băng được phát triển một cách toàn diện nhất. 2. Nếu không đạt yêu cầu đã đặt ra, Thi Lạc Băng sẽ phải cống hiến cho công ty cả đời và không giới hạn về thời gian. 3. Nếu Thi Lạc Băng vi phạm bất cứ điều khoản nào của hợp đồng dưới mọi hình thức thì phải bồi thường 100 triệu đô la cho công ty. Lúc này Băng Băng trở nên suy sụp đến nỗi không còn đứng vững nữa, cậu đi đến đỡ lấy băng băng cẩn thận cậu nhìn về hướng một đám người đang bắt nạt băng băng định dùng tiền bẩn để rửa thành tiền tốt sao nhất phàm chả quan tâm lên tiếng tiền tốt sao ha 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 những kẻ không có tiền đều là những kẻ ngu ngốc sau khi được cô ấy khen vài câu qua loa linh tinh mày nghĩ rằng kỹ năng diễn xuất của mình thật sự tốt rồi sao mày đừng quên mình chỉ là một kẻ đóng thuế vô dụng thôi đấy quản lý bên cạnh cũng châm biếm vào thế mày biết mình cần gì trong cái giới giải trí này không để tao nói luôn nhé đó là tiền nếu mày không có tiền thì mày cũng chỉ là một diễn viên đóng thuế suốt đời mà thôi đạo diễn nghi những phát ngôn của hai người này thì trở nên cực kỳ hoang mang đám fan của nhất phàm cũng lên tiếng bênh vực cái thế giới này giết rồi loạn lên hết rồi sao một con sâu định làm sầu cả nồi canh cơ à có cách nào xử lý việc này nhanh được không hay là báo cảnh sát đi tổng thẳng hắn ta vào tù là xong cơ mà báo cảnh sát với tội danh của hắn ta là gì nhỉ hắn ta chống lại idol của chúng ta không phải là một tội ác rồi sao cùng nhau đến đồn cảnh sát biểu tình để gây áp lực lên cơ quan công an làm gì cũng được chỉ cần tống hắn ta vào tù là xong. Lúc này cậu cũng không che giấu nữa, được rồi, tôi sẽ không giấu người nữa, tôi sẽ đưa thẻ đen của mình ra ngay. Tôi không phải là một diễn viên đóng thế, cũng chẳng phải là người thiếu tiền, khoản tiền bồi thường thiệt hại cho thi lạc băng tôi sẽ trả hết. Đến người xung quanh nghi cậu nói vậy liên tục cười lớn, một diễn viên đóng thế đòi bồi thường 100 triệu đô la, còn có diễn nữa à? Muốn đấm hắn ta hai đấm để hắn ta tỉnh ngủ quá, hắn ta đang nhập vai, đang nhập vai kìa. Ha ha ha, trợ lý mau lấy máy quẹt thẻ ra để hắn ta hoàn thành vai diễn nhanh đi nào. Ha 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 máy quẹt thẻ vừa ra cậu ngay lập tức quẹt ngang một cái tại hiện trường máy quẹt thẻ thông báo tinh tinh số tiền giao dịch là 100 triệu đô la vừa nghe xong bỗng chốc cả hiện trường đều im ắng cậu lắc lắc tấm thẻ đen trong tay dù có nghe bao nhiêu lần thì tiếng tin tin vẫn là sảng khoái nhất tình huống này khiến tôi chợt nhớ đến một bài thơ cho cậy có uy chủ gặp người không ngừng sủa đám người hiện tại ai nấy cũng đều run sợ chỉ hai tiếng tinh tinh mọi người đều im lặng thơ hay thơ hay fan của nhất phàm mắt chữ a mùng chữ o cậu quay sang băng băng bây giờ ổn rồi nhỉ băng băng hai mắt nước mắt rưng rưng lúc này đạo diễn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó tôi đã gọi cho chủ tịch giang rồi thi lạc băng từ nay về sau cô không còn liên quan gì đến công ty giải trí hoàng đế nữa khi đã rời khỏi công ty giải trí hoàng đế thì các công ty giải trí khác sẽ không bao giờ ký hợp đồng với cô nữa đâu nghe đến đây băng băng quỳ sụp xuống đất có chuyện gì với cô nữa vậy nhất phàm chỉ về phía hai người thì ra là thi lạc băng cô đang cặp kè với một tên đại thiếu gia trẻ tuổi giàu có khác rồi sao nếu muốn tôi cũng có thể đưa cho cô 100 triệu giúp cô đền hợp đồng và có luôn vai diễn chỉ cần cô ngoan ngoãn hầu hạ tôi một đêm là được thôi mà. Đám fan hiện tại lên tiếng, đúng là những đồng tiền dơ bẩn, vậy mà nó lại tưởng rằng mình hay lắm không bằng, đúng là một tên cặn bã, cho dù ngươi có bao nhiêu tiền đi nữa, cũng không thể nào trở nên sạch sẽ được đâu, con nhỏ đó, đừng có chạm vào người của idol nhất phàm của tao, hãy an phận mà đi theo tên đại thiếu gia dơ bẩn đó đi, hãy để idol của tao yên, cho nó lên trang nhất, thi lạc băng đã hủy hợp đồng và cặp kè với một tên công tử nhà giàu dơ bẩn, cho nó sáng nhất đêm nay bà đây mới hả dạ được. Băng băng sợ hãi cả người quỳ sụp xuống đất, vội ôm lấy đầu mình. Không thể, không thể, không thể như thế được. Cậu thấy băng băng như vậy thì không nói một lời nào cả. Cậu quay sang nhìn đám fan hâm mộ, cảm ơn những người hâm mộ vô danh đã nhắc nhở tôi. Lúc này fan hoang mang. Cậu vào nhóm con gái và hoàng tử Giang Gia. Sau đó gọi điện nói cho bọn họ. Chào các anh chị em của Giang Gia. Tôi muốn biết rõ hơn về Nhất Phạm và xem thử anh ấy sạch sẽ và chính trực như thế nào. Nếu có bằng chứng rõ ràng thì tiền bạc đối với tôi không thành vấn đề. Đám fan hiện tại trở nên xôn xao. Hắn ta đang làm gì vậy? Hắn ta chắc có lẽ là tìm Viện Bình, một người giàu có như hắn thì sẽ có rất nhiều mối quan hệ có thể nhờ vả, nhưng mà điều tra rõ ràng thì cũng tốt nhỉ, nhất phàm của chúng ta rất trong sạch. Cho dù là có tìm cớ nào đi nữa thì cũng không tìm ra được thông tin xấu xa nào của anh ta đâu, đúng, là như vậy. Cậu nhìn vào điện thoại, bên trong có đoạn chat, "Ông Lâm Tân, tôi là giám đốc của công ty điện ảnh và giải trí casino. Tôi biết nhất phàm có rất nhiều vết nhơ trong quá khứ, nếu để cung cấp thông tin thì tôi sẵn lòng, nhưng tìm bằng chứng kết tội hắn ta thì e là có chút rắc rối. Thật là rắc rối đến như thế sao?" Nhất Phàm được xem là diễn viên chủ chốt của công ty giải trí Hoàng Gia. Vì thế nếu đưa ra những bằng chứng này thì công ty giải trí Hoàng Gia sẽ bị ảnh hưởng theo, điều này vô cùng rắc rối và sẽ còn rất nhiều tiền để giải quyết nữa. Tiền bạc là không thành vấn đề, tôi sẽ trả gấp đôi số tiền cần, nhân tiện hãy giúp tôi giải quyết các vấn đề làm ảnh hưởng đến danh tiếng của một cô diễn viên mang tên Thi Lạc Băng. Nếu anh Lâm Tân đã nói như thế thì mọi chuyện quá đơn giản, mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay và luôn cho anh. Đám fan ở sau thắc mắc, hắn ta không làm gì cả chỉ ngồi đó sau cuộc điện thoại kia sao, như thể là hắn ta đang lừa gạt chúng ta vậy hai người ngồi trên ghế băng băng cảm ơn cậu, cảm ơn anh đã trả số tiền bồi thường hợp đồng đó cho tôi, sau này tôi sẽ cố gắng cày cuốc để trả lại cho anh sớm nhất có thể. Đột nhiên lúc này điện thoại cũng một cô gái vang lên tiếng tinh tinh, sau đó điện thoại của đám fan cũng vậy, ngay cả điện thoại của cậu, tới rồi sao? Một tin tức được đưa lên hot siege. nhất phàm vu khống thi lạc băng dùng tình để đổi lấy vai diễn vào hai năm trước, nhưng lại bị phát hiện anh ta đang dính scandal có quan hệ với nhiều cô gái, chưa đến tuổi vị thành niên. Ok video hôm nay đến đây là kết thúc nếu thấy hay đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh cảm ơn cả nhà rất nhiều bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại